Thường gặp là do chúng ta sử dụng những cái chất kích thích quá nhiều, ví dụ như rượu, cà phê, thuốc lá. Và nguyên nhân thứ tư chúng ta cũng có thể là thường gặp là do chúng ta nhiễm phải một số cái độc chất. Và nguyên nhân kế là do chúng ta bị stress, căng thẳng quá mức trong công việc, trong cuộc sống. Cái nguyên nhân cuối cùng mà chúng ta hay thường gặp đó là thay đổi cái chế độ ăn một cách bất thường. Ví dụ như chúng ta có lúc thì nhịn ăn, chúng ta ăn dồn quá mức, thì đây cũng là một nguyên nhân gây nên cái hiện tượng viêm loét dạ dày. Khi bị viêm loét dạ dày thì thường các bạn hay chủ quan lắm. Chúng ta thường là không đi khám bệnh, hoặc là chúng ta uống thuốc một cách là gì, là khi nào chúng ta thấy đỡ rồi thì chúng ta ngưng. Đây là một trong những cái yếu tố mà làm cho cái bệnh nó trở nên mãn tính, và nó có thể gây nên những cái biến chứng rất là trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Như là thứ nhất là hẹp môn vị, sẽ làm cho chúng ta đau nhiều, nôn ói nhiều và gây suy nhược cơ thể. Biến chứng thứ hai mà chúng ta cũng có thường gặp đó là tình trạng loét và gây nên thủng của dạ dày, thì gây nên tình trạng là viêm phúc mạc, có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Và cái biến chứng thứ ba chúng ta có thể gặp đó là xuất huyết tiêu hóa, có nghĩa là chảy máu của đường tiêu hóa. Đây là nguyên nhân cũng gây trầm trọng, có thể làm cho chúng ta mất máu nhiều. Nếu chúng ta lớn tuổi hoặc là suy nhược thì có thể gây tử vong do thiếu máu cấp. Biến chứng cuối cùng của chúng ta đó là ung thư dạ dày, thường gặp trong những trường hợp mà chúng ta bị viêm dạ dày mãn tính tái đi tái lại nhiều lần, thường gặp trong cái trường hợp bị nhiễm HB. Vì cái nghiên cứu cho thấy là khoảng 1% bệnh nhân bị nhiễm HB thì có một biến chứng là ung thư dạ dày. Do đó chúng ta thấy là viêm dạ dày là một cái bệnh nghe tưởng chừng như rất là đơn giản, nhưng nó có thể gây những biến chứng rất trầm trọng và có ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó các bạn nên chú ý tầm soát sớm, và chúng ta có một cái quá trình điều trị cho đúng mức để cho chúng ta có thể tránh được những cái biến chứng không có lợi cho sức khỏe cũng như cái tính mạng của chúng ta. Theo quan điểm của Đông y, khi điều trị bệnh thì không chỉ điều trị cái bệnh lý đó mà còn điều trị những căn nguyên, và cũng như là điều chỉnh lại cái hoạt động của cơ thể theo cái sự gọi là lấy lại cân bằng âm dương cho cơ thể. Nên trong quá trình sử dụng Đông y thì cái bài thuốc của y học cổ truyền thường phối hợp nhiều vị, trong đó các vị nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ lẫn nhau để tăng cái tác dụng chính, bên cạnh đó thì loại trừ đi những cái tác dụng không mong muốn của những dược liệu. Thì hiện nay là khoa học đã chứng minh những cái vị thuốc mà điều trị viêm loét dạ dày đã có tác dụng, thứ nhất là có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và đặc biệt là làm lành vết loét. Như vậy đây là một cái tin mừng cho chúng ta trong cái quá trình là sử dụng những cái sản phẩm từ dược thảo. Với tất cả những tinh hoa dân tộc mà từ ngàn đời ông cha ta để lại, thêm vào đó là quá trình chắt lọc tinh chất tỷ lệ vàng cùng với quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng, dạ dày khang chính là tâm huyết của những công trình nghiên cứu, những đúc rút kinh nghiệm về y học cổ truyền mà các y bác sĩ muốn mang lại cho những bệnh nhân bị bệnh dạ dày một giải pháp tối ưu nhất. Ngay từ khi sản phẩm dạ dày khang ra đời đã gây nhiều tiếng vang lớn, được nhiều chuyên gia trong nghề đánh giá về độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày khang được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, giúp người bệnh bồi bổ cơ thể, phục hồi các chức năng, mang lại sức khỏe cho người bệnh. Cái điểm nổi bật của dạ dày khang, đây là một sản phẩm có kết hợp bộ ba của cái công nghệ chiết xuất hiện đại. Trong cái công nghệ này nó có cái thứ nhất là cái sự lên men của cái hoạt chất. Cái thứ hai là cái chiết xuất chọn lọc tinh chất. Và cái thứ ba nữa là nano liệt lượng tử. Về công nghệ lên men làm giàu sản phẩm thì đây là một cái công nghệ hiện đại. Các cái dược liệu sau khi được sơ chế xong sẽ được đưa vào một cái hệ thống để lên men tự động. Và như vậy nó sẽ làm cho các cái hoạt chất ở trong cái dược liệu này sẽ làm tăng lên cái hiệu quả cũng như là cái hàm lượng của hoạt chất. Như vậy nó sẽ giúp cho cái dược liệu đó phát huy được tác dụng. Tôi lấy ví dụ như là trong cái khổ sâm thì cái hàm lượng của tannin sau khi lên men sẽ gia tăng, như vậy sẽ tăng cái tính kháng viêm và cái tính kháng khuẩn cũng như là cái tính làm lành vết loét. Đặc biệt trong khổ sâm thì tăng cái tính oxy hóa, có nghĩa là làm cho các cái tế bào đó được tránh được những cái tổn thương do những cái tác nhân của viêm hoặc là những cái tác nhân gây hại cho tế bào của niêm mạc dạ dày. Công nghệ thứ hai đó là chiết xuất chọn lọc tinh chất, có nghĩa là các dược thảo sau khi đã được lên men sẽ được chiết xuất những cái hoạt chất có tác dụng sinh học và loại bỏ những chất không có lợi cho cơ thể. Như vậy nó sẽ giúp cho cái sản phẩm có được một cái hoạt chất tinh chất và nó gia tăng cái hàm lượng của hoạt chất. Do đó nó sẽ phát huy được cái tác dụng trong điều trị những cái bệnh viêm loét dạ dày.
Ví dụ như là trung hòa dịch vị này nha, tăng cường là bài tiết dịch vị. Thứ hai là làm lành vết loét. Thứ ba là tăng sinh những cái chất nhầy cho niêm mạc, bảo vệ niêm mạc của đường tiêu hóa. Công nghệ thứ ba là nano lượng tử. Đây là một cái công nghệ mà nó làm cho các cái hoạt chất đó trở thành những cái hạt rất là nhỏ. Với kích thước rất là nhỏ như vậy, nó sẽ giúp cho các cái hoạt chất đó sẽ có dễ hòa tan. Thứ hai là dễ hấp thu. Và thứ ba là có thể xuyên qua được những cái màng sinh học. Do đó nó sẽ đi vào thẩm thấu được vào trong các cái vùng mà bị tổn thương. Do đó sẽ gia tăng cái hoạt động của các cái hoạt chất sinh học này. Tôi lấy ví dụ như là sẽ gia tăng cái khả năng ức chế cũng như là tiêu diệt của vi khuẩn HB và làm lành của các cái vết loét. Tóm lại, sản phẩm dạ dày Khang với cái ứng dụng cái ba cái bộ ba cái công nghệ hiện đại thì sẽ giúp cho sản phẩm có được, thứ nhất là có khả năng là ức chế và tiêu diệt vi khuẩn HB, thứ hai là làm lành vết loét nhanh, và cái thứ ba nữa là gì, giúp cho chúng ta là gì, điều chỉnh lại cái tiết của dịch vị. Như vậy nó sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái cơn đau của dạ dày là một, thứ hai là làm cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng ợ hơi, ợ chua, và cho cái hoạt động của tiêu hóa tốt hơn, có nghĩa làm cho chúng ta là ăn ngon miệng hơn và sức khỏe của chúng ta được cải thiện hơn. Bên cạnh đó thì dạ dày Khang lại có một cái lợi điểm là bào chế theo cái dạng cốm, do đó là tiện sử dụng và chúng ta có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào. Do đó nó sẽ giúp cho cái người sử dụng dễ dàng và có thể tuân thủ được cái quá trình điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý các bạn là khi sử dụng cái dạ dày Khang để trong quá trình điều trị thì các bạn cũng nên chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Chúng ta nên ăn đúng giờ này nha. Cái thứ hai là chúng ta nên loại bỏ những cái người ta gọi là những cái chất độc cho cái đường tiêu hóa, ví dụ như uống bia rượu quá nhiều hoặc hút thuốc lá quá nhiều. Và đặc biệt là trong công việc thì chúng ta nên điều tiết lại cái chế độ hoạt động sinh hoạt của chúng ta. Như vậy nó sẽ giảm đi những cái căng thẳng trong cuộc sống cũng như công việc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có một chế độ tập luyện để nâng sức đề kháng của cơ thể. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái quá trình điều trị tốt hơn. Và đây là một cái bệnh mãn tính đòi hỏi một sự điều trị lâu dài. Do đó nó đòi hỏi các bạn phải có một sự kiên nhẫn trong quá trình điều trị. Và trong quá trình sử dụng sản phẩm thì các bạn nên có cái sự tư vấn của thầy thuốc. Các bạn nên đọc kỹ cái liều lượng trong cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Và cái cách sử dụng như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiệu quả tốt trong quá trình điều trị. Nhân đây thì tôi cũng xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm. Đầu tiên là các bạn sẽ rót khoảng 30-50ml nước ấm. Sau đó các bạn sẽ lấy một gói dạ dày Khang. Các bạn sẽ cắt ra. Rồi các bạn sẽ đổ cái cốm bột này vào. Sau đó các bạn sẽ quấy đều lên. Vì đây là cơ sản phẩm được chiết xuất bằng công nghệ nano, do đó sẽ tạo ra những cái hạt rất là nhỏ. Khi các bạn uống vào nó sẽ có cái tác dụng rất là nhanh. Sản phẩm đã tan hết rồi thì các bạn có thể uống vào. Sản phẩm có mùi thơm của Khương Hoàng. Cái thứ hai nữa là có cái vị hơi nhặn nhặn đắng, nhưng mà nó rất dễ chịu cho cái họng của chúng ta. Và đặc biệt là khi vào cái đường tiêu hóa của các bạn sẽ thấy nó dễ chịu. Nên đối với chúng ta mà có cái triệu chứng khó chịu thì các bạn sẽ sử dụng ngày 3 lần, là 3 gói. Các bạn sẽ sử dụng là trước khi ăn từ 20 đến 30 phút. Và nếu lỡ các bạn có quên là trước khi ăn chúng ta uống thì các bạn có thể sử dụng sau khi ăn khoảng 1 tiếng trở đi. Như vậy nó sẽ giúp cho cái bệnh dạ dày của các bạn sẽ mau chóng bình phục. Với những ưu điểm nổi trội bằng việc ứng dụng công nghệ cao, bào chế bởi bộ ba công nghệ hiện đại nhất là công nghệ chiết xuất chọn lọc tinh chất, lên men làm giàu hoạt chất và tạo hạt nano lượng tử. Điều này tận dụng được tối đa tác dụng của các thành phần thảo dược có trong các vị thuốc, tăng khả năng hấp thụ lên tới 98 lần. Dạ dày Khang là sản phẩm được Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long sản xuất, được kiểm định bởi Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu thảo dược sạch tới quy trình sản xuất, đóng gói thành phẩm. Bác sĩ Sanpon bảo là cô bị viêm dạ dày, bị vi khuẩn HP và bị viêm tá tràng. Thế rồi cho cô một đợt thuốc kháng sinh để uống. Thế xong rồi đỉnh điểm nhất là cô về nhà rồi thì bị đau quá, đau quằn quại, lật bên này lật bên kia cũng không khỏi. Cô phải phát khóc lên, thế sao đưa vào viện cấp cứu. Thế bác sĩ nói là cô bị chảy máu dạ dày. Rất may là cấp cứu kịp thời đấy, không thì lại nguy hiểm đến tính mạng. Thế là cô nằm điều trị ở bệnh viện một tuần.
Sau đó thì về nhà điều trị ngoại trú, bác sĩ cũng cho một số thuốc kháng sinh, thì có amoxicillin, rồi có rất là nhiều các loại kháng sinh nữa. Cô uống thì được 1-2 tháng thôi thì cũng đỡ, sau đó thì lại đau trở lại, cứ dần dần lại đau nhiều lên hơn. Ông chồng nhà cô đi bộ đội về khỏe mạnh thế, nghỉ hưu xong một thời gian ông lại cũng lại có những triệu chứng bị đau bụng này, ở hơi thì nóng cổ. Thế là đi khám, bác sĩ bảo là ông cũng bị dạ dày, cũng bị vi khuẩn HP. Thế là cô lo quá, thấy người ta bảo là cái bệnh này nó bị lây chéo trong gia đình, thì cuối cùng lại phải đưa thằng cháu nội đi khám. Cô thì hay xem cái chương trình ở trên YouTube ấy. Thế xong cô mới thấy nói đến cái sản phẩm dạ dày Khang, thì cô bảo thôi đúng là bệnh của mình rồi, là cô mới mua một đợt 2 tháng về uống. Thì uống được một tuần thì thấy dạ dày nó dịu đi, nó đỡ ở rồi là nó đỡ nóng, đặc biệt là đi ngoài thì nó cũng dễ chịu hơn rồi. Thế cô tiếp tục là dùng hết cái đợt thuốc đó, sau 2 tháng thấy dễ chịu hẳn thì cô đi khám lại. Khám lại thì bác sĩ bảo là vi khuẩn HP âm tính và các cái vết sẹo ở trong dạ dày thì nó cũng liền lại rồi, thành sẹo rồi. Cô mừng quá, rất là vui khi mà tuổi già thế này bị bệnh lại lấy được thuốc để chữa khỏi. Tôi bị đau dạ dày cách đây khoảng 6-7 năm ấy, thì bụng nó cứ trướng, đầy hơi, ợ chua, nó đau lên vùng thượng vị và nó nhiều lúc nó còn đau cả sau đa ra đằng sau lưng này, rất là khó chịu. Thế một hôm thì cũng cách đây cũng khoảng gần một năm, thế là tôi bị lên cơn đau dạ dày rất là dữ dội, đau lắm không chịu được, nó tức hết lên ngực rồi nó đau răng vùng sau lưng, thế là tôi rất là lo sợ. Đến bệnh viện thì bác sĩ kiểm tra khám và cho đi nội soi, thì nội soi thì nó bị loét cái vùng thượng vị ấy, và nó lại vi có cả vi khuẩn HP. Thế tôi rất là lo. Thế thì bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho tôi, nhưng mà rất là nhiều loại thuốc, mỗi một lần uống cứ nưng bốc tay. Thế nhưng mà cũng khỏi, nhưng mà cũng chỉ được mấy tháng thôi thì nó lại bị đau lại. Nó đau lại thì tôi cũng buồn lắm mà không biết làm sao. Thì hôm nay tôi phan phiền với lại cái chị hàng xóm, thì chị bảo là chị mách cho cái thuốc dạ dày Khang này. Thế là tôi cũng mua về, tôi uống hết một đợt thì thấy sức khỏe nó cũng ổn mà cảm thấy nó khỏi nhiều lắm, nó đỡ nhiều và nó không đau bụng, không đầy hơi, không trướng nữa. Đấy, mà thế là tôi uống tiếp 2 tháng nữa thì tôi cảm giác như là nó khỏi hẳn, gần như là khỏi hẳn. Tôi rất là mừng. Đấy, tôi mừng lắm. Thế là nhưng mà thực ra ấy, tôi cũng chưa tin hẳn. Thế là tôi mới đi đến bệnh viện kiểm tra lại. Tôi kiểm tra lại thì ui dồi ôi, thích lắm, mừng ơi là mừng luôn. Bác sĩ nói là cái chỗ vết nó loét đấy thì nó cũng lành lại. Lành lại mới lại cái vi khuẩn HB ấy thì là hết. Ui dồi tôi mừng lắm. Thế là cũng may ấy, may lắm ấy là gặp thầy gặp thuốc. Tôi thì từ năm 2016 thì ban đầu cũng chỉ thấy các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, thậm chí là có một đợt nó vướng nghẹn ở cổ, ăn uống cũng rất là khó chịu. Thế rồi những lúc ăn chua ăn cay này, hay là anh em bạn bè vui làm cốc bia cốc rượu về, nó đau quằn quại. Rồi đến lúc đau quá đi khám nội soi thì bác sĩ nói tôi bị viêm dạ dày mà lại còn dương tính với vi khuẩn HP. Hang vị bị phù nề, sung huyết, hình vị có sốt huyết đỏ. Bác sĩ nói nếu mà để là dẫn đến chảy máu dạ dày, nguy cơ biến chứng rất cao. Thậm chí là nếu không chữa còn có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Tôi thực sự lo lắng suy nghĩ lắm, không nghĩ là nó lại nguy hiểm đến thế. Thế rồi bác sĩ cũng kê cho tôi đơn thuốc dùng trong khoảng 2 tháng. Có cả thuốc kháng sinh này, thuốc dạ dày và cả men tiêu hóa. Tôi dùng hết cái liệu trình 2 tháng đấy thì cũng thấy bệnh không khỏi hẳn.
triệu chứng bệnh lại xuất hiện lại, thậm chí có khi còn đau hơn. Tôi rất là lo lắng. Có những đợt mà tôi không ăn uống được, suy nghĩ stress cả đêm. Người cứ gầy sọp đi, từ 70 cân mà xuống có 58 cân. Nhiều lúc mà bạn bè rủ đi nhậu vui vẻ mà không dám uống. Sợ vì cốc bia chén rượu mà về đêm nó đau, nghĩ sợ lắm. Thế mà tình cờ một hôm xem tivi thì có thấy giới thiệu về dạ dày khang. Thì nhiều người tôi thấy là cũng bị như tôi, thậm chí còn nặng hơn, mà sử dụng dạ dày khang cũng khỏi được bệnh. Tôi tuy là cũng mừng đấy, nhưng mà tính mình cũng cẩn thận, nên là cũng có tìm hiểu lại. Và sau đó thì đặt thử một liệu trình 60 ngày về sử dụng. Thì 10 ngày đầu dùng, tôi thấy bụng dạ đã êm hẳn. Thế kiên trì dùng hết liệu trình, thấy các triệu chứng mà trước đây mình cảm thấy khó chịu hàng ngày như là ợ hơi, ợ chua hay là đau bụng dưới, nó gần như là không còn. Thế ăn uống thì thoải mái, mà cơ thể nó sung sướng lắm. Thế là tính mình thì vốn cẩn thận, uống thuốc không thôi thì cũng chưa yên tâm, đi khám lại. Cái vi khuẩn HP nó hệt, mà nội soi lại thì thấy cũng đỡ được đến 70%. Tôi thích lắm, rất là vui. Thế là sau cái trải nghiệm thực tế của bản thân này, tôi cũng không phải là quảng bá gì cho nhà thuốc cả, nhưng mà cũng có một lời khuyên đối với những người bị dạ dày như tôi. Trước hết thì hạn chế rượu bia, và thứ hai mà để cho một cái dạ dày khỏe, ăn ngon ngủ kỹ, có sức khỏe tốt, nên sử dụng dạ dày khang.